đường đến Diêm Quang, hân hạnh nhận sự tài trợ của VNPT Tiền Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Tiền Giang, đơn vị bảo trợ thông tin báo Một Tím. Xin được chào mừng quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với chương trình Đường đến Vinh Quang và đây là cuộc thi chung kết của tháng thứ 2 năm học 2020-2021. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình chung kết tháng thứ 2 ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại với 4 gương mặt thí sinh xuất sắc ở những cuộc thi tuần. Và Phương Tiến cũng chúc cho các bạn thí sinh của chúng ta sẽ bình tĩnh, tự tin và hoàn thành thật tốt những phần thi của mình trong chương trình ngày hôm nay. Và đến tham dự chương trình ngày hôm nay thì Phương Tiến sẽ được trân trọng giới thiệu. Về phía hội đồng cố vấn và biên soạn đề thi, trân trọng giới thiệu sự diện của tiến sĩ Lê Quang Trí, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, trưởng ban tổ chức, chủ tịch hội đồng cố vấn. Trân trọng giới thiệu sự diện của thạc sĩ Nguyễn Phương Toàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, Phó Chủ tịch hội đồng cố vấn. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thạc sĩ Võ Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang. Cùng quý thầy cô là thành viên trong hội đồng soạn thảo đề thi, trân trọng giới thiệu. Về phía quý vị đại biểu sẽ được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Đức Lập, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Trịnh Quốc Khánh, Giám đốc VNPT Vinaphone Tiền Giang. Về phía quý thầy cô đại diện cho các trường có thí sinh dự thi trong chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy Phan Thanh Nhân, Phó Bí thư Đoàn trường Trung học Phổ thông Thiên Hậu Dương Tiền Giang. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy Nguyễn Đức Hồng, Bí thư Đoàn trường Trung học Phổ thông Dưỡng Điềm Tiền Giang. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy Nguyễn Ngọc Dư, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Chợ Gạo, Tiền Giang. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy Lê Văn Hưng, Bí thư Đoàn Trường Trung học Phổ thông Đốc Bình Kiều, Tiền Giang. Và xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin chân thành cảm ơn các đơn vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình Đường đến Vinh Quang. Chân thành cảm ơn VNPT Tiền Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang và đơn vị đã bảo trợ thông tin cho chương trình, đó chính là báo Một Tím thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn các đơn vị. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với vị trí thi đấu của 4 bạn thí sinh trong chương trình ngày hôm nay. Đang đứng ở vị trí thi đấu đầu tiên, chúng ta cùng chào đón bạn thí sinh Võ Minh Thoại đến từ trường Trung học Phổ thông Thiên Hậu Dương, Tiền Giang. Đang đứng ở vị trí thi đấu thứ hai, đó chính là bạn thí sinh Nguyễn Đức Tài đến từ trường Trung học Phổ thông Dưỡng Điềm, Tiền Giang. Đang đứng ở vị trí thi đấu thứ ba, chúng ta cùng chào đón bạn thí sinh Nguyễn Nghĩa đến từ trường Trung học Phổ thông Chợ Gạo, Tiền Giang. Và đang đứng ở vị trí xuất phát thứ tư, chúng ta cùng chào đón bạn thí sinh Trần Chí Nguyên đến từ trường Trung học Phổ thông Đốc Bình Kiều, Tiền Giang. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đồng hành với 4 bạn thí sinh bước vào vòng thi đầu tiên ngày hôm nay, vòng thi xuất phát. Và trước khi chúng ta cùng đến với phần dự thi của bạn thí sinh đầu tiên, chúng ta hãy cùng trò chuyện với bạn ấy nhé. Phương Tiến xin chào bạn Minh Thoại ạ. Em chào quý đại biểu, quý thầy cô, em chào anh Phương Tiến. Bạn Thoại nè, Phương Tiến rất là ấn tượng với bạn Thoại bởi vì bạn là thí sinh ở cuộc thi tuần, là thí sinh duy nhất trả lời đúng được tất cả các câu hỏi ở vòng 3 và bạn đã tìm ra được đáp án cuối cùng nữa. Thì bạn có thể chia sẻ về điều này một tí xíu không ạ? Anh là quan trọng trong cuộc thi, tất nhiên là phải kiến thức, nhưng mình phải có sự tự tin ở bản thân để có thể cố gắng để vượt qua vòng thi rồi. Và trong cuộc thi chung kết tháng thứ 2 ngày hôm nay thì không biết là bạn mang một tâm thế như thế nào đến với cuộc thi? Thưa anh là, đó là một sự tự tin và kiến thức của mình. Em sẽ cố gắng vượt qua để tiến tới thành công. Vâng ạ, và chưa gì thì Phương Tiến thấy bạn rất là tự tin rồi và cũng chúc cho bạn sẽ thành công ở cuộc thi ngày hôm nay nhé. Ngay bây giờ sẽ được mời bạn chọn bộ đề dành cho mình đi ạ. Bạn Minh Thoại chọn cho mình bộ đề số 5, 60 giây, bắt đầu. Who invented the electric light bulb? Thomas Edison. Đúng. Trên bề mặt trái đất nơi nào có hiện tượng mặt trời lên thần đỉnh 2 lần trong năm? Cực đông. Sai, vùng nằm giữa hai chữ tiếng ạ.
Hai câu sau đây của nhà thơ nào con gặp lại nhân chân Nguyễn Khuyến? Sai, chỉ Lăng Viên. Giao đồng thời hai con xúc sắc cân đối và đồng chất thì không bốn. Chắc. Sai, 36 phần tử. Thuyết điện ly và là lý thuyết dẫn điện. Đúng. Bộ phim Avatar thuộc thể loại phim gì? 3D. Sai, khoa học viễn tưởng. Trận đánh nào mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ? Tây Nguyên. Sai, Him Lam. Đun nóng acetylen ở 600 độ C với bột than làm benzen. Đúng. Theo luật giao thông đường bộ hiện hành, biển báo hiệu có hình tròn nền trắng về ngoài màu đỏ, hình bên trong màu đen là biển báo gì? Sai, biển cấm. Trong Excel, giá trị trả về của công thức len tinh học là mấy mà mình nhìn màn hình? 8. Sai, 7. Chữ gen dị hợp biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ, gen đó được gọi là gì? Dị hợp. Sai, trội không hoàn toàn. Và thời gian dành cho bạn thí sinh Minh Thoại cũng đã hết, và điểm số đạt được của bạn đó chính là 30 điểm. Chúc mừng cho bạn Minh Thoại nhé. Phương Tiến sẽ được chào bạn thí sinh tiếp theo, bạn Đức Tài ạ. Chào anh Phương Tiến, chào quý vị đại biểu, quý thầy cô, cùng các bạn cùng chơi. Vâng ạ, và Phương Tiến cũng muốn hỏi bạn một câu hỏi, đó là đến với chương trình ngày hôm nay, một cuộc thi cũng khá là quan trọng, cuộc thi chung kết tháng. Thì thứ nhất, bạn đã chuẩn bị những gì cho mình, và thứ hai là mình mang đến chương trình một tâm thế thi đấu như thế nào ạ? Thưa anh, là em với tiêu chí là chơi hết mình thôi, vận dụng hết khả năng của mình để trả lời những câu hỏi được đặt ra thôi ạ. Vâng ạ, chơi hết mình, vận dụng tất cả những kiến thức của mình để mình có thể trả lời đúng được những câu hỏi. Và Phương Tiến cũng chúc cho bạn là sẽ gặt hái được thật nhiều thành công, thật nhiều những câu hỏi đúng trong chương trình ngày hôm nay bạn nhé. Còn ngay bây giờ sẽ được mời bạn chọn bộ đề dành cho mình đi ạ. Thí sinh Đức Tài chọn cho mình bộ đề số 8. Thời gian dành cho Đức Tài xin phép được bắt đầu. Mùa nào trong năm có mấy ngày ngắn hơn đêm và xu hướng ngày càng dài ra, đêm càng ngắn lại? Đúng. Điền từ còn thiếu vào hai câu thơ sau đây .. một bức tình thư ạ. What do we say to reply to I am sorry? You're welcome. Sai, on right. Nếu có x bằng 1 thì xin x bằng bao nhiêu? Không. Đúng. Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng x bằng 5, t trừ 1, m. Sai, không ạ. Trong một bản nhạc nhịp 3-4, khi gặp dấu lặng đen ta phải nghĩ mấy phách? 1. Đúng. Hội nghị Trung ương lần thứ 8 của Đảng tháng 5 năm 1941 được tổ chức tại địa điểm nào? Bỏ qua. Bắt bỏ ạ. Khi Hiro quá Methacetylene, giới xúc tác PDCO3 thu được sản phẩm hữu cơ có tên thay thế là gì? Bỏ qua. Đó là Ropen ạ. Khi xe máy chở một người lớn và một trẻ em thì tuổi của trẻ em phải bằng bao nhiêu tuổi? 6. Sai, 14 tuổi. Trong Excel, giá trị mọi bằng nhìn màn hình để chúng ta... Và đáp án cuối cùng đó chính là đường ạ. Và hoàn thành xong phần thi của mình, thí sinh Đức Tài mang về cho mình được 30 điểm. Chúc mừng cho bạn nhé. Và ngay sau đây là thí sinh tiếp theo. Phương Tiến xin chào bạn Nguyễn Nghĩa ạ. Dạ, em xin chào anh Phương Tiến. Em xin kính chào quý đại biểu, quý thầy cô và các bạn học sinh. Phương Tiến rất ấn tượng với bạn Nghĩa bởi vì bạn là một thí sinh đạt được một số điểm khá là cao ở cuộc thi tuần. Như vậy thì khi mà mình đạt được điểm số cao như vậy thì cảm xúc của gia đình, của bạn bè của mình dành cho mình là như thế nào? Dạ thưa anh, khi em đạt được kết quả đó thì gia đình và thầy cô rất là vui và hãnh diện. Và trong chương trình ngày hôm nay mình có đặt cho mình một mục tiêu là mình sẽ đạt được điểm số cao như vậy nữa hay là không, hay là mình muốn vượt hơn nữa ạ? Dạ, thưa anh, đến với cuộc thi tháng thì các câu hỏi khó hơn rất là nhiều, nên là em chỉ đặt mục tiêu là mình có thể giành được kết quả tốt và thi đấu hết khả năng rồi. Vâng ạ, thi đấu hết khả năng và giành được kết quả tốt nhất. Chúc cho bạn thành công nhé. Ngay sau đây sẽ được mời bạn chọn bộ đề cho mình ạ. Nguyễn Nghĩa chọn cho mình bộ đề số 2. 60 giây. Bắt đầu. Who discovered America? Christopher Columbus. Đúng. Trên bề mặt trái đất, nơi nào có hiện tượng mặt trời lên thiên đỉnh một lần trong năm? Ngoại chí tuyến. Phải là chí tuyến Bắc hoặc là chí tuyến Nam à? Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức là bài chính luận xuất sắc của ai? Nguyễn An Ninh. Đúng. Nếu hai vectơ vuông góc nhau thì không. Tích đúng.
Tia cực xuất phát từ cathode hay anode? Cathode. Đúng. Phim Dòng máu anh hùng do Việt Nam sản xuất thuộc chủ đề nào? Hành động. Sai, lịch sử. Cuộc chiến đấu bảo vệ Hà Nội của quân chân ta năm 1946 đã diễn ra trong bao nhiêu 10. Ngày đêm? Sai, 60. Để chuyển aldehyde acetic thành anon acetic, người ta thực hiện phản ứng gì? Hydro hóa. Đúng. Trong giao thông đường bộ, vạch kẻ đường thường có hai màu gì? Trắng vàng. Đúng. Trong Excel, giá trị trả về của công thức mời bạn nhìn màn hình là giá trị gì? True. Đúng. Các nucleus giữa hai mạch của phân tử ADN liên kết bằng cái liên kết gì? Thời gian 60 giây rất nhanh, và điểm số của Nguyễn Nghĩa đạt được đó chính là 70 điểm. Một khái niệm cũng khá là cao, chúc mừng cho bạn nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến và trò chuyện với bạn thí sinh sẽ bắt đầu phần thi trong chương trình ngày hôm nay. Bạn thí sinh đang đứng ở vị trí thứ tư, bạn Chí Nguyên. Xin được chào bạn Chí Nguyên nhé. Dạ, em xin kính chào quý vị đại biểu, quý thầy cô. Em chào anh Phương Tiến. À, Chí Nguyên nè, mình là thí sinh cuối cùng bắt đầu phần thi vòng 1 này. Và khi mà mình nhìn thấy cả ba người bạn cùng chơi của mình đã thi cũng khá là thành công, khá là xuất sắc, thì mình có cảm xúc như thế nào? Dạ, thưa anh, là ban đầu em khá là hồi hộp, nhưng bây giờ em nghĩ là ngay lúc này thì em cần phải thật bình tĩnh để có thể trả lời tất cả những câu hỏi của chương trình. Ngay lúc này đây mình không được mất bình tĩnh mà mình phải cố gắng tự tin và trả lời thật đúng những câu hỏi bạn nhé. Xin được mời bạn chọn bộ đề ạ. Thí sinh Chí Nguyên chọn cho mình bộ đề số 3. Thời gian bắt đầu. Consists of hydrogen and oxygen. Water. Đúng. Phân bố của các thân thực vật trên trái đất thể hiện rõ ở sự thay đổi theo hai yếu tố nào? Khí hậu, địa hình. Sai, vĩ độ và độ cao. Ai là tác giả của bài điếu văn Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác? Hồ Chí Minh. Sai, Engel. Hình bát diện đều có bao nhiêu cạnh? 12. Đúng. Độ to là đặc trưng sinh lý của âm, tương ứng với đặc trưng vật lý nào? Bỏ qua. Đó là mức cường độ ạ. Bộ tem bưu chính đầu tiên của Việt Nam do bài sĩ Nguyễn Sáng thiết kế? 46. Đúng. Chiến thắng trận Đông Bộ Đầu được diễn ra trong cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên là thứ mấy? Thứ nhất. Đúng. Để chuyển ethylene thành ancol ethylic, người ta thực hiện phản ứng gì? Bỏ qua. Đó là cộng nước ạ. Không được lấn làn hay sang làn khi gặp vạch cái đường chấm 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 chấm. Dành bỏ qua. Liền nét à. Trong Excel, giá trị trả về của công thức mời bạn nhìn màn hình là giá trị gì? Bỏ qua. Đó là false. Phân tử ADN gồm hai mạch đơn song song xoắn đều quanh một trục theo chiều như thế nào? Và đáp án cuối cùng đó chính là theo chiều từ trái sang phải à. Như vậy thì cũng rất là nhanh chóng, bạn thí sinh cuối cùng của chúng ta cũng đã hoàn thành xong phần thi đầu tiên của mình. Và điểm số của bạn mang về đó chính là 40 điểm. Chúc mừng cho bạn Chí Nguyên. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại điểm số của 4 bạn thí sinh đã hoàn thành xong phần thi đầu tiên là như thế nào nhé. Bạn Minh Thoại và bạn Đức Tài có cùng 30 điểm, Nguyễn Nghĩa 70 điểm và 40 điểm là điểm số của bạn Chí Nguyên. Chúc mừng cho cả 4 bạn thí sinh, chúng ta đã hoàn thành xong phần thi đầu tiên. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đồng hành với 4 bạn thí sinh bước tiếp vào vòng thi tiếp theo, vòng thi được mang tên Ra Khơi. Vòng thi thứ hai với 4 câu hỏi, 4 đoạn video. Và Phương Tiến hy vọng là ở vòng thi này các bạn thí sinh của chúng ta sẽ ghi được thật là nhiều điểm số để chúng ta có thể chạm đến đỉnh vinh quang của mình một cách gần nhất các bạn nhé. Ngay sau đây là câu hỏi đầu tiên dành cho cả 4 bạn thí sinh. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của 4 bạn thí sinh.
Bạn Minh Thoại có đáp án là DCAB. Đức Tài có đáp án là ABCD. Nguyễn Nghĩa có đáp án là DCBA. Và bạn Chí Nguyên cũng có đáp án là DCBA. Và đáp án của câu hỏi này đó chính là 1D, 2C, 3B và 4A. Hay là DCBA. Chúc mừng cho hai bạn thí sinh Nguyễn Nghĩa và Chí Nguyên đã ghi được điểm ở câu hỏi này. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai dành cho bốn bạn. Thời gian đã hết và sau đây sẽ được mời đáp án của bốn bạn. Minh Thoại có đáp án là Bến Tre và hai bạn thí sinh Đức Tài và Nguyễn Nghĩa có cùng đáp án là Thốt Nốt. Chí Nguyên chưa có câu trả lời dành cho mình. Và đáp án của câu hỏi này đó chính là Thốt Nốt. Chúc mừng cho hai bạn thí sinh Đức Tài và Nguyễn Nghĩa đã ghi được điểm ạ. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ ba, một câu hỏi hóa học. Thời gian cũng đã hết và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng xem đáp án của bốn bạn thí sinh là như thế nào. Với câu hỏi này thì Phương Tiến nhận thấy là hai bạn thí sinh Minh Thoại và Đức Tài có cùng câu trả lời là 12 và 22, Nguyễn Nghĩa 6 và 10, Chí Nguyên 6 và 15. Và với thí nghiệm mà chúng ta đã vừa xem thì chúng ta có thể thấy là glucose có tính chất của ancol đa chức. Và ở nhiệt độ thường thì hai nhóm OH kề nhau trong phân tử glucose đã phản ứng với COOH hai lần tạo thành phước đồng glucose C6H11O6 hai lần. CO tan trong dung dịch có màu xanh lam. Như vậy thì mỗi phân tử chất hữu cơ tạo thành có chứa 12 nguyên tử carbon và 22 nguyên tử hydro. Xin được chúc mừng cho hai bạn thí sinh Minh Thoại và Đức Tài đã ghi được điểm ở câu hỏi này ạ. Và chúng ta vẫn còn một câu hỏi cuối cùng, một câu hỏi tiếng Anh. Mời các bạn chúng ta cùng theo dõi video clip sau đây. Photo description, listen, watch and choose 8, B, C, D, E or F. A. That famous water bridge Valuemere is in Denmark. B. That famous water bridge Valuemere is in Finland. C. That famous water bridge Valuemere is in Germany. D. That famous water bridge Valuemere is in Sweden. E. That famous water bridge Valuemere is in the Netherlands. F. That famous water bridge Valuemere is in the USA.
Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn ạ. Với câu hỏi video clip tiếng Anh này thì Phương Tiến nhận thấy là ba bạn thí sinh Minh Thoại, Nguyễn Nghĩa và Chí Nguyên có cùng đáp án là C, riêng bạn Đức Tài cho đó là đáp án D. Vâng ạ, ở câu hỏi tiếng Anh này thì chúng ta cũng đã nhìn thấy được một hình ảnh và nhiệm vụ của chúng ta là phải nghe xem đó là hình ảnh và nối với đáp án nào là chính xác nhất. Bên cạnh chúng ta nhìn hình ảnh và chúng ta có những kỹ năng nghe về tiếng Anh thì chúng ta còn phải có những kiến thức về xã hội nữa để chúng ta biết được cây cầu Velumia này ở đâu. Với đáp án A chúng ta nghe được cây cầu nước Velumia ở Đan Mạch. Đáp án B cây cầu nước Velumia này ở Phần Lan. Đáp án C cây cầu nước Velumia này ở Đức. Đáp án D cây cầu nước Velumia này ở Thụy Điển. Đáp án E cây cầu nước Velumia này ở Hà Lan. Và đáp án F cây cầu Velumia này ở Hoa Kỳ. Và cây cầu Velumia này ở đâu ạ? Ở Hà Lan. Đáp án E mới là đáp án chính xác ạ. Rất tiếc cho cả bốn bạn thí sinh nhé. Velumia được mệnh danh là kiến trúc phá vỡ quy luật vật lý thông thường khi vừa là đường hầm cho 28.000 xe ở bên dưới, vừa là đường thủy cho tàu qua lại mỗi ngày ở bên trên. Là bằng chứng ở một đất nước hay đi trước nhân loại như Hà Lan thì luôn có những chỗ cho những ý tưởng rất là táo bạo. Và Phương Tiến cũng tin chắc chắn rằng đây là một kiến thức mới dành cho cả bốn bạn thí sinh. Và kết thúc phòng thi thứ hai rồi, chúng ta hãy cùng nhìn lại điểm số của bốn bạn thí sinh đạt được là như thế nào nhé. Bạn Minh Thoại 70 điểm, 90 điểm là điểm số của bạn Đức Tài, Nguyễn Nghĩa đang tạm dẫn đầu với 150 điểm và Chí Nguyên 70 điểm. Chúc mừng cho cả bốn bạn thí sinh. Không sao, chúng ta vẫn còn hai vòng thi nữa và với hai vòng thi tiếp theo thì Phương Tiến tin chắc chắn rằng những kết quả của các bạn sẽ thay đổi. Chúng ta cùng đồng hành với bốn bạn thí sinh bước vào vòng thi thứ ba, vòng thi vượt sóng. Và ở vòng thi vượt sóng này, nhiệm vụ của bốn bạn thí sinh đó chính là các bạn phải trả lời đúng được những câu hỏi từ hàng ngang, tìm ra được những gợi ý để chúng ta có thể đi đến với đáp án cuối cùng của vòng thi. Gợi ý đáp án cuối cùng của vòng thi này là một cụm từ gồm có 6 chữ cái tiếng Việt. Ngay bây giờ thì Phương Tiến sẽ được mời bạn thí sinh Minh Thoại sẽ lựa chọn câu hỏi từ hàng ngang đầu tiên ạ. Dạ thưa anh, em chọn hàng ngang số 2. Câu hỏi từ hàng ngang số 2. Chúng ta sẽ có 9 ô trống. Và nhiệm vụ của các bạn thí sinh ở câu hỏi này đó chính là các bạn phải điền hai ca từ còn thiếu trong lời bài hát. Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của bốn bạn thí sinh ạ. Ở câu hỏi này thì Phương Tiến nhận thấy là cả bốn bạn thí sinh của chúng ta đều có cùng một đáp án, đó chính là Long Phụng. Vâng ạ, bài hát vừa rồi chúng ta nghe là một ca khúc rất là quen thuộc khi xuân về Tết đến, đó chính là ca khúc Ngày Xuân Long Phụng Sum Dày, một sáng tác của nhạc sĩ Quang Quy. Và đáp án Long Phụng là một đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng cho cả bốn bạn thí sinh ạ. Và đồng nghĩa với bốn bạn thí sinh của chúng ta cũng đã lật mở được ký tự đầu tiên, đó chính là chữ Y. Câu hỏi đầu tiên, bốn bạn thí sinh trả lời đúng. Từ lật mở đầu tiên, đó chính là chữ Y, và Phương Tiến nhận thấy là có hai bạn thí sinh của chúng ta đã nhấn chuông giành quyền trả lời. Đó chính là bạn thí sinh Chí Nguyên và bạn Nguyễn Nghĩa, nhưng bạn Nguyễn Nghĩa của chúng ta đã nhấn chuông trước. Bạn Nguyễn Nghĩa nè, bạn có chắc chắn với đáp án cuối cùng này chưa ạ? Dạ, em không chắc lắm. Không chắc lắm. Bao nhiêu phần trăm? Dạ, khoảng 60%. 60% là cũng trên 50% rồi, cũng ok rồi đó. Nếu bạn trả lời đúng, thì bạn sẽ được điểm số rất là cao. Nếu bạn trả lời sai, thì bạn phải ngừng vòng thi này tại đây. Bạn nhé. Xin được mời bạn Nguyễn Nghĩa đưa ra đáp án ạ. Dạ, đáp án của em là Tứ Linh.
Tứ Linh. À, bạn Nguyễn Nghĩa nè, đáp án cuối cùng của chúng ta là đọc đáp án gồm có 6 chữ cái tiếng Việt và Tứ Linh. Không chính xác ạ. Rất tiếc cho bạn Nguyễn Nghĩa nha. Bạn Nguyễn Nghĩa của chúng ta phải dừng vòng thi thứ 3, vòng thi vượt sóng tại đây. Chúng ta sẽ đến với tiếng chuông của bạn thí sinh tiếp theo, bạn Chí Nguyên. Dạ thưa anh, là câu trả lời của em cũng là Tứ Linh. Tứ Linh. Rất tiếc cho bạn luôn nhé. Như vậy thì chúng ta đành phải chia tay với hai bạn thí sinh Nguyễn Nghĩa và Chí Nguyên. Chúng ta sẽ gặp lại hai bạn ở vòng thi thứ 4, vòng thi Vinh Quang. Còn bây giờ thì Phương Tiến sẽ được mời bạn thí sinh Đức Tài sẽ lựa chọn câu hỏi ạ. Thưa anh, em chọn hàng ngang số 3. Câu hỏi từ hàng ngang số 3. Chúng ta cũng có 9 ô trống ở câu hỏi này. Và nội dung câu hỏi như sau. Nam Kỳ lục tỉnh gồm 6 tỉnh là Biên Hòa, Gia Định, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của hai bạn thí sinh của chúng ta. Minh Thoại có đáp án là Kiên Giang, Đức Tài có đáp án là Định Tường. Vâng ạ, chúng ta vẫn thường nghe câu nói là Nam Kỳ lục tỉnh, thì lục tỉnh gồm có Biên Hòa, Gia Định, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên và thứ 6 đó chính là Định Tường. Chúc mừng cho bạn thí sinh Đức Tài đã ghi được điểm ạ. Và chúng ta cũng lật mở được ký tự tiếp theo đó chính là chữ K. Xin được mời bạn thí sinh Minh Thoại sẽ tiếp tục lựa chọn ạ. Dạ thưa anh, em chọn hàng ngang số 1. Câu hỏi từ hàng ngang số 1. Chúng ta có duy nhất một ô. Nội dung câu hỏi như sau. Có bao nhiêu số nguyên tố trong khoảng 20-40? Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của hai bạn. Cả hai bạn thí sinh Minh Thoại và Đức Tài đều cho rằng có 5 nguyên tố và đáp án của câu hỏi này chỉ có 4 thôi ạ. Vâng ạ. Và chúng ta chưa lật mở được những ký tự tiếp theo. Ngay sau đây là câu hỏi cuối cùng dành cho các bạn. Câu hỏi từ hàng ngang số 4. Chúng ta sẽ có 9 ô trống. Và nội dung câu hỏi như sau. Bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng sáng tác trong thời kỳ nào? Thời gian bắt đầu. Xin được mời đáp án đến từ hai bạn thí sinh ạ. Cả hai bạn thí sinh đều cho rằng đáp án chính là thời kỳ chống Pháp. Và bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng sáng tác trong thời kỳ đó chính là chống Pháp. Chúc mừng cho hai bạn thí sinh Minh Thoại và Đức Tài nhé. Với việc trả lời đúng ở câu hỏi cuối cùng này thì chúng ta lật mở thêm được hai ký tự nữa. Đó chính là chữ U và chữ E. Đã hết câu hỏi. Vâng ạ, chúng ta cùng đến với tiếng chuông của bạn Minh Thoại nhé. Cũng khá là nhiều những từ đã được lật mở rồi đó ạ. Xin được mời bạn luôn đi ạ. Dạ thưa anh, đáp án của em là Tứ Kiều. Tứ Kiều. Đúng không ạ? Chưa chính xác. Bạn thấy sinh Đức Tài của chúng ta như thế nào ạ? Rồi, chúng ta sẽ đến với gợi ý của từ hàng ngang của đáp án cuối cùng ở vòng thi này. Đây là tên gọi chung của 4 vị anh hùng nông dân chân đất khởi nghĩa chống Pháp tại Cai Lậy, Định Tường, nay là Tiền Giang.
Đức Tài có đáp án không ạ? Thưa anh là tứ kiệt ạ. Tứ gì ạ? Tứ kiệt. Tứ kiệt. Tứ kiệt mới chính xác ạ. Chúc mừng cho Đức Tài nhé. Vâng ạ, ở huyện Cai Lậy thuộc tỉnh Định Tường, nay là Tiền Giang, vào năm 1861 có tứ kiệt nổi lên khởi nghĩa đánh Tây, quyết liệt và dũng cảm. Cuộc khai nghĩa chống Pháp kéo dài từ năm 1861 đến 1870 đã góp phần tạo nên những chiến thắng oanh liệt. Sau những chiến thắng hiển hách, tứ kiệt cùng 150 nghĩa quân bị bắt vào cuối năm 1870. Vào ngày 14 tháng 2 năm 1871, giặc đưa tứ kiệt ra pháp trường hành quyết. Đó là những anh hùng nông dân chân đất đầu trần xuất thân từ các đồn điền. Theo tiểu sử được ghi ở bia ký Lăng Tứ Kiệt ở thị xã Cai Lậy, Tiền Giang, bốn ông gồm Trần Công Thận, tự là Phượng hay là Phụng, Nguyễn Thanh Long, Ngô Tấn Đức và Trương Văn Rộng. Như vậy thì chúng ta cũng đã khép lại vòng thi thứ 3, vòng thi vượt sóng. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhìn lại điểm số của bốn bạn thí sinh là như thế nào nhé. Kết thúc vòng thi thứ 3 thì hai bạn thí sinh Đức Tài và Nguyễn Nghĩa có cùng 170 điểm. Bạn Minh Thoại 110 điểm và Chí Nguyên có điểm số là 90 điểm. Chúc mừng cho cả bốn bạn thí sinh. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi cuối cùng dành cho cả bốn bạn thí sinh, xem ai là người chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay, vòng thi Vinh Quang. Và ở vòng thi Vinh Quang này, hiện tại điểm số của bốn bạn thí sinh của chúng ta 90, 110 và 170 không xa nhau là mấy, nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ai là người chiến thắng thì chúng ta vẫn chưa biết được, tùy thuộc vào sự lựa chọn từng gói câu hỏi của các bạn và sự nhanh trí, quyết liệt và cũng như là sự thông minh của các bạn trong từng câu hỏi nhé. Ngay sau đây Phương Tiến sẽ được mời bạn thí sinh Minh Thoại sẽ lựa chọn câu hỏi đầu tiên ạ. Dạ thưa anh, em chọn gói 20 điểm khoa A. Gói 20 điểm và kho A. Một câu hỏi vật lý và nội dung câu hỏi như sau. Phương trình chuyển động của một vật có dạng x bằng 2t, t cộng 1, tìm gia tốc của vật, thời gian bắt đầu. Sau đây là đáp án của bốn bạn thí sinh. Ở câu hỏi này thì Phương Tiến nhận thấy ba bạn thí sinh Minh Thoại, Đức Tài và Nguyễn Nghĩa có cùng đáp án là 4m trên dây bình phương. Bạn Chí Nguyên có đáp án là -1m trên dây bình phương. Ở câu hỏi này xin được chúc mừng cho ba bạn thí sinh Minh Thoại, Đức Tài và Nguyễn Nghĩa ạ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn gói câu hỏi đầu tiên dành cho bạn Đức Tài, xin được mời bạn ạ. Em xin chọn gói 10 điểm khoa A. Gói 10 điểm và kho A. Một câu hỏi thuộc lĩnh vực sinh và công nghệ. Nội dung câu hỏi như sau. Trong thành tim ở động vật có hệ dẫn truyền giúp cho tim có được tính gì? Thời gian bắt đầu. Xin mời đáp án đến từ bốn bạn thí sinh. Ở câu hỏi này thì bạn Minh Thoại và bạn Nguyễn Nghĩa có cùng câu trả lời, đó chính là tính tự động. Đức Tài, cơ học, Chí Nguyên, liên tục. Vâng ạ, trong thành tim ở động vật có hệ dẫn truyền giúp cho tim có được tính tự động. Xin được chúc mừng cho hai bạn thí sinh Minh Thoại và Nguyễn Nghĩa. Và ngay sau đây là lượt lựa chọn gói câu hỏi đến từ bạn thí sinh Nguyễn Nghĩa. Dạ, em chọn 10 điểm kho A. 10 điểm và kho A. Một câu hỏi hóa học. Chúng ta cùng đến với nội dung của câu hỏi. Tổng số nguyên tử của các nguyên tố trong một phân tử ancol propylic là bao nhiêu? Thời gian bắt đầu.
Thời gian đã hết và xin được mời đáp án đến từ 4 bạn. Ba bạn thí sinh Minh Thoại, Nguyễn Nghĩa và Chí Nguyên có cùng đáp án là 12, Đức Tài 48. Và ở câu hỏi này thì Phương Tiến sẽ được chúc mừng cho thí sinh nào đưa ra đáp án là 12. Chúc mừng cho ba bạn thí sinh Minh Thoại, Nguyễn Nghĩa và Chí Nguyên ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn gói câu hỏi của bạn Chí Nguyên. Xin được mời Chí Nguyên ạ. Dạ thưa anh, em chọn gói 20 điểm kho C. 20 điểm và kho C. Một câu hỏi ngữ văn. Nội dung câu hỏi như sau. Ai là tác giả của truyện ngắn Trăng Sáng? Thời gian bắt đầu. Xin được mời đáp án đến từ cả 4 bạn thí sinh ạ. Với câu hỏi này thì Phương Tiến thấy rằng ba bạn thí sinh Minh Thoại, Nguyễn Nghĩa và Chí Nguyên lại tiếp tục có cùng đáp án, đó chính là Nam Cao. Đức Tài có đáp án là Nguyễn Duy. Và tác giả của truyện ngắn Trăng Sáng đó chính là Nam Cao. Một lần nữa chúc mừng cho ba bạn thí sinh Minh Thoại, Nguyễn Nghĩa và Chí Nguyên ạ. Như vậy thì với vòng thi vinh quang này, 4 bạn thí sinh của chúng ta đã hoàn thành xong một lượt lựa chọn các câu hỏi đầu tiên dành cho mình. Chúng ta vẫn còn một lượt lựa chọn những câu hỏi nữa. Xin được mời bạn Minh Thoại lựa chọn câu hỏi ạ. Thưa anh, em chọn gói 30 điểm kho A. 30 điểm kho A. Một câu hỏi vật lý. Ngôi sao hy vọng đến từ Minh Thoại. Chúc cho Minh Thoại sẽ thành công ở câu hỏi này nhé. Chúng ta cùng đến với nội dung của câu hỏi. Ai phát minh ra cột thu lôi? Chúng ta có 4 đáp án: A. Edison, B. Galileo, C. Newton và D. Franklin. Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án đến từ 4 bạn thí sinh. Cả 4 bạn thí sinh với câu hỏi vật lý, câu hỏi 30 điểm này đều có chung đáp án, đó chính là đáp án D. Chúc mừng cho cả 4 bạn thí sinh, đáp án D là hoàn toàn chính xác ạ. Ngay bây giờ sẽ được mời bạn thí sinh Đức Tài sẽ lựa chọn câu hỏi ạ. Em xin chọn gói câu hỏi 30 điểm kho A. 30 điểm và kho A. Một câu hỏi toán học. Đức Tài của chúng ta quyết định chọn ngôi sao hy vọng. Chúc cho Đức Tài thành công nhé. Và nội dung câu hỏi dành cho 4 bạn thí sinh như sau. Giá trị lớn nhất của hàm số y bằng 5 cộng 2 cos by x bằng bao nhiêu? Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của 4 bạn thí sinh. Một lần nữa với một câu hỏi khá là khó, 30 điểm. Cả 4 bạn thí sinh có cùng đáp án là 7. Chúc mừng cho cả 4 bạn thí sinh hoàn toàn chính xác. Và ngay sau đây thì xin được mời bạn thí sinh Nguyễn Nghĩa sẽ lựa chọn gói câu hỏi dành cho mình. Dạ em chọn 10 điểm kho A. 10 điểm kho A. Một câu hỏi vật lý. Nội dung câu hỏi như sau. Khi tăng độ từ cảm L của một cuộn cảm lên 2 lần và giảm điện dung C của tụ điện xuống 2 lần, thì tần số riêng của mạch dao động LC tăng hay giảm bao nhiêu lần? Thời gian bắt đầu.
Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của 4 bạn thí sinh. Hai bạn thí sinh Minh Thoại và Đức Tài có đáp án là không đổi. Nguyễn Nghĩa tăng 2 lần, Chí Nguyên tăng 8 lần. Và đáp án của câu hỏi này đó chính là không đổi. Chúc mừng cho hai bạn thí sinh Minh Thoại và Đức Tài ạ. Và chúng ta còn một câu hỏi cuối cùng để xác định xem ai là người chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay. Và tất cả sẽ phụ thuộc vào câu hỏi đến từ sự lựa chọn của bạn Chí Nguyên. Xin được mời Chí Nguyên ạ. Dạ thưa anh, em chọn gói 30 điểm kho C. 30 điểm kho C. Một câu hỏi địa lý. Và chúng ta hãy cùng đến với nội dung của câu hỏi địa lý. Hiện nay, km 0 nơi bắt đầu của đường Hồ Chí Minh nằm ở địa danh nào? Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và sau đây là đáp án của các bạn. Minh Thoại, Việt Bắc, Đức Tài, Cao Bằng, Nguyễn Nghĩa, Thanh Hóa, Chí Nguyên, Đồng Đăng. Vâng ạ, đường Hồ Chí Minh có km 0 tại Tân Kỳ, Nghệ An, thời kỳ dựng xây đất nước. Vào năm 2014 thì có thêm km 0 ở Bắc Bó, Cao Bằng, nơi đặt dấu mốc quan trọng của cách mạng Việt Nam khi Nguyễn Ái Quốc trở về nước năm 1941. Và các bạn lưu ý rằng câu hỏi là nằm ở địa danh nào? Và địa danh đó chính là Bắc Bó. Rất tiếc cho các bạn nhé. Bạn Đức Tài cho là Cao Bằng, nhưng mà địa danh ở Cao Bằng chính là Bắc Bó. Và rất tiếc là cả 4 bạn thí sinh của chúng ta vẫn chưa ghi được điểm ở câu hỏi này. Như vậy thì chúng ta cũng đã khép lại cuộc thi chung kết của tháng thứ 2, chương trình Đường Đến Vinh Quang năm học 2020-2021 với điểm số của 4 bạn thí sinh hiện tại là 2 bạn thí sinh Đức Tài và Nguyễn Nghĩa có cùng 285 điểm. Bạn Minh Thoại 270 điểm và bạn Chí Nguyên 165 điểm. Và giữa hai bạn thí sinh Đức Tài và Nguyễn Nghĩa, ai sẽ là người giành giải nhất và lấy tấm vé tiếp theo bước vào cuộc thi chung kết quý? Chúng ta, theo luật lệ của chương trình thì chúng ta sẽ nhìn lại điểm số của hai bạn thí sinh ở vòng thi đầu tiên. Ai là thí sinh được điểm cao hơn sẽ bước tiếp vào vòng thi tiếp theo, là người giành chiến thắng. Xin được chúc mừng cho bạn thí sinh Nguyễn Nghĩa đến từ trường Trung học Phổ thông Chợ Gạo ạ. Rất xuất sắc. Bạn thí sinh Đức Tài của chúng ta đến từ trường Trung học Phổ thông Dưỡng Điềm với 285 điểm đã về nhì trong cuộc thi ngày hôm nay. Và chúc mừng cho hai bạn thí sinh Minh Thoại và Chí Nguyên đã giành được giải ba của chương trình. Một lần nữa chúc mừng cho cả 4 bạn thí sinh. Và ngay sau đây sẽ được mời cả 4 bạn chúng ta sẽ cùng tiến lên phía trước và nhận phần thưởng của mình ạ. Và chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời lên sân khấu Tiến sĩ Lê Quang Trí, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, trưởng ban tổ chức, chủ tịch hội đồng cố vấn. Và trân trọng kính mời lên sân khấu ông Trịnh Quốc Khánh, Giám đốc VMT Vinaphone Tiền Giang sẽ trao thưởng cho cả 4 bạn thí sinh. Trân trọng kính mời. Để đi tới chân trời khoa học, để mơ ước vươn tới tương lai. Một lần chúng tôi sẽ được chúc mừng cho cả 4 bạn thí sinh trong chương trình ngày hôm nay và đặc biệt chúc mừng cho bạn thí sinh đến từ trường Trung học Phổ thông Chợ Gạo bằng Nguyễn Nghĩa rất xuất sắc đã giành lấy giải nhất trong chương trình ngày hôm nay. Một tràng pháo tay dành cho cả 4 bạn thí sinh đi ạ. Xin được trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Lê Quang Trí và trân trọng cảm ơn ông Trịnh Quốc Khánh. Chương trình Đường Đến Vinh Quang cuộc thi chung kết của tháng thứ 2 năm học 2020-2021 đến đây sẽ được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mến chào, tạm biệt.